Hello, sẽ quay trở lại với các bạn chỉ sau một tuần, không để các bạn chờ lâu hơn nữa. Và tập lifestyle này chính là một tập về ăn uống. Nhìn bữa cơm thì biết là tấm lòng của chủ nhân thế nào nha, đừng có đánh giá nha. Yeah! Ăn uống là đề tài luôn luôn hot, luôn luôn gây được những điều thú vị đối với khán giả. Và tập này Tiệp sẽ ăn một bữa thật là hoành tráng để xả chết sau 3 tháng và cũng chiêu đãi những người em đến nhà Tiệp trong 3 tháng anh em chưa gặp lại. Xin chào mọi người, mình là Thúy Nguyễn, mình đã trở lại rồi đây. Mấy tháng dịch mình nghỉ rất là lâu, bây giờ rất là vui, rất là hứng thú trong đợi mọi thứ để được quay lại kênh YouTube của Vũ Khánh Tiệp. Bây giờ Tiệp ra vựa hải sản Hoàng Gia. Đây là vựa hải sản quen thuộc ở Tiệp và có những bất kể những bữa tiệc nào Tiệp cũng chọn hải sản ở đây. Hải sản đây cực kỳ chất lượng. Và hôm nay chắc chắn sẽ chọn một bữa hải sản siêu to khổng lồ để chiêu đãi các em thân yêu của mình đã ghé nhà chơi buổi tối hôm nay. Tiệp cũng như các bạn đang chờ những chuyến bay để đi du lịch. Và có thể trong thời gian tới, khoảng 2-3 tháng cuối năm, Tiệp sẽ sắp xếp một chuyến đi nước ngoài nào đó, một chuyến đi châu nào đó để quay trở lại Vũ Khắc Tiệp Official để phục vụ những quý vị yêu Vũ Khắc Tiệp Official. Các bạn đã chờ những chuyến du lịch của Tiệp lâu lắm rồi đúng không? Thật sự Tiệp cũng nóng lòng như các bạn. Chỉ còn 200.000 follow nữa thôi là Tiệp đạt nút vàng. Thực ra con số này không lớn so với chức dịch, so với những tập du lịch Tiệp chia sẻ. Nhưng thời kỳ hiện tại nó rất là lớn. Thì Tiệp hy vọng rằng tất cả các bạn yêu mến Vũ Khắc Tiệp hãy cho Tiệp một giấc mơ của mình là 3 tháng tới mình đặt nút vàng, YouTube mang nút vàng về nhà treo để có động lực đi du lịch chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Các bạn nhớ nha, nhớ ủng hộ Tiệp nha. Ok, mình tới rồi. Hello em cho anh xem con cua này đi. Con này à? Bao nhiêu ký? Dạ con này khoảng 4 ký ạ. 4 ký à? Ồ. Oh. Wow. Tôm hùm này gần 5 kg không anh? Dạ, yeah, 2 con 5 kg á. 2 con tôm hùm gần 5 kg. Mình làm món gì ngon tôm hùm nhỉ? Cái này chắc nướng phô mai á. Nướng phô mai? Đúng rồi. Okay. Nguyên vị nó. Anh lấy cho 2 con này nhé. Điều đặc biệt ở Hoàng Gia là tiệm ăn hải sản rất là thơm. Cực kỳ ngon. Cá này, con cá này khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu ký? Dạ, con này khoảng gần 2 ký. Gần 2 ký. Con này về làm sashimi à? Dạ, đúng rồi. Ok, cảm ơn ạ. À. Ừ. Ok, chốt cho cái này ăn. Con bào ngư to quá, bào ngư này của gì? Bào ngư này của Úc anh ạ. À? Úc? Úc Hương. Ăn Úc Hương không? Úc vòi voi của Phương Mập. Mình nướng mua ớt này em? Dạ, nướng mua ớt. Ừ. Rất là ngon. À, ồ, tươi thế. Cá kho một nắng ạ. Nắng? Dạ, cá kho mình làm ra cũng có một nắng cá kho thẳng trong cái tổ. Ừ. Ngon đúng không? Cái này là cái kho người ta muốn mua về tự kho được và nên nấu kho sẵn luôn. Ồ. Dạ, mình khi mà mình mua thì mình sẽ kiểm. Trước anh có ăn được ngon lắm. Dạ. Đặc biệt lắm. Thực phẩm mùa thu một năm chỉ có đúng 2 lần cua lông Thượng Hải. Một năm chỉ có đúng 2 tháng đúng vào rồi. Mùa thu thôi. À vậy à? Dạ. Đây là cua lông Thượng Hải. Tiệp đã từng đi Thượng Hải ăn cua lông, ôi ngất ngây. Mà về tìm mãi đến bây giờ mới có cua lông tại Hoàng Gia. Đúng rồi. Chất sốc. Nó rất là hiếm luôn. Thường thường là chốt 2 ký cua lông. Chốt 2 ký cua lông đi ạ. Hả?
ơi, vừa đi chọn được nguyên liệu cho bữa ăn tối ngày hôm nay, các bạn chờ xem bữa ăn tối hôm nay có những cái gì nhá. À, lần này thì đặc biệt hơn lần trước. Lần trước Tiệp là một bữa hải sản là Tiệp tự nấu các món ăn, tự chế biến. Nhưng lần này thì khi mình đặt được món, mình chọn được món thì mình để cho bên Hoàng gia làm, còn mình về chờ họ ăn tới. Hôm nay qua đây có việc gì không? Hôm nay em qua em đi ăn hải sản free. Hôm nay em được mời hải sản. Chết rồi, em quên tắt máy xe rồi phải không? Em lo nói quá mà chưa quên dựng kính lên luôn nè. Rồi xong. Em chắc là 3 tháng rồi chưa gặp anh Tiệp. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Hả? Em qua đây lần thứ 2. Em tắt xe chưa? Em chưa tắt xe. Em là chưa tắt xe rồi. Sorry. Thế thôi, em có người yêu chưa? Em chưa. Em vẫn còn độc thân và xinh đẹp và business, nữ doanh nhân. Anh Tiệp ơi! Anh Tiệp ơi! Anh Tiệp ra đón Mia nào! Anh Tiệp đâu rồi? Anh Tiệp ơi! Ui! Là chàng anh xây! Trời ơi! Lâu lắm gặp xây luôn á! Đẹp thế! Sao chết hai mũi chưa? Lâu rồi cô! Hello! Hello Phương! Hello anh Phương Mập! Long tham no see. Lâu lắm mới gặp. Và bên hôm nay được mời ăn hải sản. Đây trực đó. Nghe nói là chủ tịch Vũ Khắc Tiệp mời một mâm siêu to khổng lồ, cho nên là phải phi nhanh sang. Đáng lẽ sang để ngắm hoàng hôn. Nhưng mà hôm nay mưa quá trời. Hello bà anh. Người vừa ngửi lên đúng không? Đấy. Lên nào. Đây là cua lông Thượng Hải này. Ốc này ốc đỏ, ốc đỏ nướng này em. Đúng rồi, ốc đỏ nướng. Cua lông này ngon, Thúy ăn bây giờ chưa? Có ăn một lần bên Thượng Hải rồi. Xuất sắc. Hôm nay xem bếp của Hoàng gia chế biến như nào. Hoàng gia mình có ai đặt nhận khách về không em? Dạ có rồi, chuyên nhận khách đi về. Chuyên nhận khách đi về à? Dạ, thẳng nơi cho khách đi. Thực ra hải sản Hoàng gia giá cả của nó nhỉnh hơn so với các nơi khác một chút, nhưng về chất lượng thì các bạn cực kỳ yên tâm, đặc biệt là đội ngũ nhân viên của hải sản Hoàng gia rất chu đáo với khách hàng. Năm ngoái anh có làm một tập về YouTube về hải sản Hoàng gia, và sau khi cái tập của mình phát sóng, mình có chia sẻ về các món ăn của hải sản Hoàng gia thì nhân viên của hải sản Hoàng gia tiếp kiến Tiệp trong các cái đợt lễ, đợt kỷ niệm hay đợt gì quan trọng thì rất là chu đáo. Mình chính vì cái sự tiếp kiến đó nên mình chắc chắn rằng những bữa tiệc quan trọng của mình và những lần mà muốn ăn một bữa hải sản siêu to khổng lồ thì chỉ nghĩ tới Hoàng gia. Đặc biệt trong mùa dịch vừa rồi Tiệp cũng order của hải sản Hoàng gia nhiều đấy, nhiều món. Ừ, thấy ăn nhiều món ngon mà. Chất lượng. Ở đây là món tôm Tây Úc cháy tỏi. Nhìn hấp dẫn chưa? Mỗi lần mấy tiệc trước là thấy nấu thì cũng ngon nhưng mà không ngon bằng Hoàng gia, lần này mình đặt luôn. Tự nhiên họ chuyên nghiệp mà. Vừa đẹp mà vừa ngon lắm. Nếu các bạn muốn Nguyễn Ngọc Thúy quay trở lại, các bạn bấm số 1 nhé. Thúy sẽ quay trở lại với các bạn trong tất cả các tập của Vũ Khắc Tiệp Official. Ôi, 2 tháng mới còn có. Còn đây là chuyên gia make-up Hưng Đặng, chuyên gia make-up của Venus Secret. Người đàn ông mà này, cái này. 24/24 làm việc. Hôm nay Hưng Đặng vừa make-up cho những thiên thần của Venus trong buổi shooting. Vừa make-up xong Hưng Đặng ở lại dự tiệc với Tiệp. Một người em rất là thân. Cô My thích món nào hơn đây? Tôm Tây Úc cháy tỏi. Ốc đỏ nướng gì nhỉ? Nướng mắm tiêu. Bắp khói đi. Wow! Hai con cua king crab. Con này to gấp đôi con này. Đấy chưa, các bạn thấy đầu bếp của Hoàng gia tuyệt vời không? Mang đến tận nhà khách mà còn nóng hổi như thế này, đó là sự hiếm có. Cô My cười giống như đang diễn xuất vậy. Em cười nhiệt tình lắm. Giới thiệu với tất cả các em, đây là con cua gạch Cà Mau.
Con cua này anh order 700 nghìn một ký. 700 nghìn một ký. Hai con này là 1 triệu 2 cũng hơi mắc nhỉ. Mắc thực ra so với súp bóng ngư này đấy chứ. Nhìn đồ ăn ngon quá, cảm ơn anh Tiệp đã mời cả nhà một bữa hải sản rất là ngon. Và nhìn đồ ăn như thế này thì khó, thật rất là khó kiềm lòng. Sau khi ăn bữa này về có nhiều năng lượng để làm việc không, kiếm tiền lại không? Chắc chắn rồi anh, nhiều năng lượng cả ngày lẫn đêm. Thật sự là 3 tháng rồi em mới được ăn một cái bữa hải sản hoành tráng như vậy luôn á. Vậy trước 3 tháng đó em ăn nhiều lần như vậy à? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là ăn có cảm giác như là đang là ngồi ở nhà hàng. Mà rất lâu rồi mình không đi nhà hàng ăn. Dạ, với lại một người đặc biệt ngồi kế bên đó là sếp. Đó là ăn chung với sếp. À mọi người hãy follow Út Mia Quỳnh Hương. Mia Sweetie Instagram nhá. Oh really? Yeah. Yeah, tưởng Vũ Thị Lụa. Đây là Nguyễn Hiền Trang, em nói gì đi em? Cô em đồng hương của anh. Hôm nay được đến nhà bác Tiệp ăn chục một bữa mà em nghĩ là em sẽ sốc đạm. Nhưng mà em chỉ sợ bây giờ em ăn bổ quá là sốc đạm là sao? Sốc đạm là sao? Sốc đạm tối nay ăn bổ quá là tối nay nó không biết như nào luôn á. Ok. Hưng nào? Ở từ đầu muốn đã nhiều rồi. Con nói cái gì chưa? Nói rồi. Ok. Cô Mi nói được chưa? Cô Mi đang ăn trực miếng rồi nói. Nói chung là cô Mi đừng có đưa đưa kịch cô Mi nói riêng đi cô Mi đừng có đưa kịch sân khấu vào đây nha, đây YouTube nha cô Mi nha. Wow, ngon thiệt luôn á, súp bào ngư quá ngon. Nhìn bữa cơm thì biết là tấm lòng của chủ nhân thế nào nha, đừng có đánh giá nha. Tôm ngon đấy. Móc cả ống gai này tuyệt mua ở đâu thì tuyệt mua của anh ngon không? Ngon. Cũng như là Hoàng Gia chế biến đồ ăn, năm đồ ăn. Sau này mình khỏi phải về làm tí ạ. Cứ đặt như vậy, ship như vậy ngon rồi, nó còn nóng hổi mà. Ngon. Bỏ tốt luôn. Mà mình làm mình cũng không có dụng cụ làm. Mấy cả ở Quỳnh Hương với cả mọi người là cả ngày hôm nay không ăn gì đấy cho nên chờ đến giờ nãy nhìn thấy đồ ăn là ôi hổi. Thật không? Thấy chưa các bạn biết không? Review ngon như thế này, hấp dẫn này, cùng những người đẹp và rượu vang như này. Mà view mà thấp nữa thì mọi người không thương Tiệp rồi. Mọi người phải cày view, tăng follow để Tiệp đạt nút vàng trong 3 tháng tới. Và đây Tiệp sẽ khai mua. Khai mua. Khai mua. Wow. Ủa sao nước nó nhiều thế này? Nước to mà nhiều nước. Bao nhỏ thịt một miếng xem nhá. Ú xuất sắc thế. Đấy. Nhanh tay nhanh mắt xem nào. Bữa ăn này mọi người có lên 5kg nữa vẫn xứng đáng. Lâu lâu mình phải cho mình những cái food enjoy chứ. 3 tháng dịch, mọi khoảnh khắc sống chậm, mọi điều ước, mọi sự gặp gỡ đều không có. Và lúc đó chúng ta mới nghĩ rằng cuộc sống này, những phút giây như thế này mới là đáng quý. Những khoảnh khắc không bao giờ trở lại, các bạn nên lưu nhớ nhé. Những bữa ăn như thế này mới là tình cảm. Ngậy lắm. Thôi Tiệp sẽ ăn con cua lông Thượng Hải. Con cua lông Thượng Hải này trong chuyến Tiệp và Trinh đi Thượng Hải ăn và choáng ngợp về độ ngon của nó. Ok, ăn đi nào. Bề gạch của nó siêu ngon. Rất ngon, rất ngon. Nè. Rồi anh muốn em xé cái mình ra phô. Đấy, có gì không? Giờ anh muốn em làm gì với cái này đây? À thì tớ ngoài hết rồi. Ăn hết luôn rồi mọi người, ăn hết luôn rồi. Ăn đi em. Ơ nhưng mà cái đầu. Ăn cua nha. Cái đầu hơi bị ngon nha. Ơi cua này, cua Hồng Vương ơi. Wow. Quỳnh Trần CP làm sao? Wow. Enjoy cái moment này. Enjoy cái moment. Bình bẩn đấy, phòng nó thay đổi em. 2, 3, chia. Thank you Vũ Khắc Tiệp Official. Thank you To Be Close Up. Thank you Eric Cidero. Giữa Lạc Quỳ Phường. Eric Hưng Đăng Academy. Academy. Và Minxi Nadi. Nadi. Minxi Nadi. Cảm ơn các bạn đã hãy follow Vũ Khắc Tiệp Official và chúng tôi sẽ mang đến nhiều tập hay hơn nữa hôm nay anh em chúng tôi.